Chào tất cả các bạn nha. Mưa nữa rồi các bạn ơi, hôm nay thì mưa tới khuya luôn. Mà Hưng Đông là mình tính định phun rửa mà bắt đầu mưa nữa rồi các bạn ơi. Thì mình cũng nghe được là bão số 5 đã vào nha các bạn. Tạnh mưa các bạn ơi, thì bây giờ mình áp dụng rung bông nha các bạn, rung cho nó sạch nước mưa và sạch bông luôn các bạn ơi, rồi mình mới áp dụng phun thuốc rửa nha. Đây các bạn, đây là gắt chu của mình đây, gà bông rất là đều các bạn ơi. Thì mình mắc rung rồi, mình mượn con mình nó cầm máy quay giùm mình các bạn ơi. Thì mình chủ động rung được sau mưa như thế này thì rất là tốt các bạn, bông mình nó sạch nước nha. Và nó sạch luôn, nó gớt những cái mai mà nó đã vàng rồi đó các bạn, nó đã gám rồi đó, nó rụng cho nó sạch bông. Rồi mình áp dụng thuốc để phun thì nó rất là tốt các bạn, bông mình nó gáo được á, thì mình phun thuốc lên là quá là ok luôn. Chịu khó các bạn ơi, cái nghề là làm xoài này rất là vất vả các bạn, biết thì mới vất vả nha, còn không biết thì cũng khỏe thôi các bạn ơi. Rất là cực khổ các bạn. Thì mình quay như thế này để cho những bạn mới thấy được cái quá trình xử lý xoài của mình các bạn sau khi gặp mưa nha. Cắt chu khá là to luôn các bạn ơi. Còn đây là Đài Loan các bạn ơi. Bạn thấy Đài Loan mình cũng khá là lớn nha bạn. Hộp thì thấy quá là ok các bạn. Các bạn thấy đó, mình rung là nó sạch cái chà đó, mình áp dụng phun thuốc lên thì rất là tuyệt vời các bạn. Đây các bạn xem hộp nè các bạn. Quá là tuyệt luôn. Bông rất là đẹp nha các bạn. Chỉ nắng được có 2 ngày thôi mà bắt đầu mưa tới nữa rồi các bạn ơi. Hôm nay là mưa tới 11, 12 giờ phi luôn các bạn. Sáng mình định áp dụng phun thuốc sớm á, mà sáng bắt đầu ổng mưa rồi, tới gần 10 giờ ổng mới tạnh. Hôm nay mình phun tới chiều tối luôn các bạn ơi. Mệt là một ngày mệt mỏi đây. Bông rất là đẹp. Cho các bạn xem cái quá trình xử lý xoài của mình sau khi gặp mưa nha. Thì các bạn cũng thấy được cái giai đoạn bông hiện tại của mình như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu áp dụng pha thuốc để phun rửa sau mưa bão nha các bạn. Mưa rất là nhiều luôn các bạn ơi. Thì hai viên nước mình đã bơm đầy nha.
Thì bây giờ mình bắt đầu áp dụng sử dụng thuốc thôi các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục sử dụng DK49 để dùng để rửa nước mưa, hỗ trợ sinh nụ cho hột, tăng đậu trái trong cái mùa mưa bão nha các bạn. Và mình kết hợp thêm xì co chai 50ml các bạn. Còn vấn đề thuốc bột thì mình sử dụng là Mancolaxy nha, 72WP, gồm có hai cái hoạt chất và một cái phụ gia các bạn ơi. Gói này là 500g nha. Thì đối với Mancolaxy này mình sử dụng với cái liều lượng là 250g cho một phi 2.2 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng thực tế để chia sẻ với các bạn nha, chủ yếu là xem tham khảo thôi các bạn. Rồi trước tiên là mình bắt đầu là sử dụng DK49 nha các bạn. Thì DK49 mình đã nói rồi nha, dạng nước cái chai nó 250cc các bạn. Mình sử dụng với cái liều là 125cc cho mỗi phi nha. Cái cống xanh này là 75 nè, gót đầy cống đi. Rồi, rồi cống này là 50 nè, là 125. Rồi. Rồi số còn lại là mình đổ vào phi thứ hai nha các bạn. Thì mình thường hay nói rất là nhiều các bạn cách mình áp dụng xử lý ra sao như thế nào á, mình chia sẻ thực tế như thế này cho các bạn, chủ yếu là các bạn tham khảo thôi. Rồi cái thứ hai là xì co chai 50cc nha các bạn, mình cũng áp dụng cho một phi 220 luôn. Rồi, tiếp theo là phi thứ hai. Rồi cuối cùng là giờ thuốc bột các bạn ơi, Mancolaxy nha, 250g. Thì mình chia sẻ cho các bạn chủ yếu là các bạn có thêm tài liệu tham khảo thôi, còn việc áp dụng hay không thì tùy thuộc các bạn nha. Có nhiều cái comment mình thấy nó sao mình không hiểu nổi cái những suy nghĩ của các bạn luôn. Thì mình nói rất là nhiều mà, cách mình áp dụng xử lý là sao chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi, chứ đâu phải nhất thiết một hai các bạn phải làm theo mình đâu. Thì người lựa chọn cuối cùng là ở các bạn mà, các bạn là người xưa lựa chọn sáng suốt và các bạn quyết định thôi. Thấy cái nào thực tế hiệu quả thì các bạn áp dụng thôi. Rồi các bạn, 250g nha, hơi cứng một tí xíu. Rồi, còn lại qua phi thứ hai luôn các bạn ơi. Trên 500g nha các bạn. Rồi để mình tổng hợp lại tất cả dùng thuốc mình áp dụng hôm nay nha. Thì cái dòng dùng để chiên hỗ trợ rửa nước mưa sinh nụ trội hộp dạng DK49 dạng nước nha các bạn, một phi là 125cc. Tiếp theo đó là cái thuốc thuốc bệnh dạng nước là xì co nha, chai 50ml. Và cái thuốc bệnh dạng bột cuối cùng là Mancolaxy 72WP các bạn, của công ty UBL nha. Thì công ty này cũng khá là xịn sò các bạn. Thì mình sử dụng với liều là 250g. Tất cả mình áp dụng cho phi 220 lít nước nha các bạn. Rồi thì chủ yếu là mình áp dụng thuốc để phun rửa sau mưa bão như thế các bạn. Thì mình chủ yếu làm thực tế để chia sẻ đến các bạn, để cho các bạn thấy cái thực tế cái quá trình xử lý sòi của mình nha. Rồi bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Rồi các bạn, thì mình cho các bạn xem cái quá trình phun thuốc sau khi gặp mưa của mình nha, và cái tất cả các dòng thuốc mình áp dụng phun rửa sau mưa nha các bạn. Chủ yếu cho các bạn mới tham khảo thôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.